Đối với nhiều người, việc công khai thông tin ngồi suốt 50 tiếng đồng hồ trong toilet là điều không phải ai cũng dám làm. Tuy nhiên, đối với Simon Griffith, điều này hoàn toàn bình thường bởi anh làm vậy với tất cả nhằm mục đích là để kinh doanh. Griffith là một trong ba nhà sáng lập của startup Who Gives a Craft, một công ty tại Australia hoạt động trong lĩnh vực cải thiện điều kiện vệ sinh ở các nước đang phát triển bằng cách bán sản phẩm vệ sinh dùng hàng ngày. Đối với mỗi sản phẩm được bán ra, đơn cử như giấy vệ sinh được làm bằng 100% nguyên liệu tái chế, công ty sẽ quyên góp 50% lợi nhuận để xây dựng nhà vệ sinh cho người có nhu cầu. Sau khi Griffith và những người đồng sáng lập, Jahan Ragunata, Danny Alexander làm việc với các tổ chức nhân đạo trên toàn cầu, ba anh chàng nhận ra rằng một vấn đề mà 2 tỷ người vẫn đang gặp phải, đó là không có quyền sử dụng nhà vệ sinh. Với ý định này, Ba người đã cùng nhau thành lập công ty vào năm 2012 với mong muốn hỗ trợ nhu cầu cơ bản đó của con người bằng cách bán một vật dụng mà mọi người đều cần, đó chính là giấy vệ sinh. Griffith tiết lộ, ý tưởng này đến khi anh đang sử dụng giấy vệ sinh trong phòng tắm, bán giấy vệ sinh để làm bồn cầu dường như là câu trả lời hoàn hảo. Vẫn còn 2 tỷ người không có nhà vệ sinh, đó là lý do tại sao chúng tôi quyên góp một nửa lợi nhuận để giúp cho mọi người có nhà vệ sinh sạch sẽ cùng nước sạch để dùng, Griffith đã chia sẻ. Sau 2 năm phát triển một sản phẩm thân thiện với môi trường và tiện lợi, bộ ba đã huy động được 50.000 đô la Mỹ thông qua hình thức huy động vốn cộng đồng, lấy chi phí cho lô hàng sản xuất đầu tiên của công ty. Để thực hiện chiến dịch này, Griffith đã ngồi trên bệ xí toilet nhà kho trống của công ty kêu gọi vốn đầu tư, cam kết sẽ không đứng dậy cho đến khi đạt được mục tiêu huy động được 50.000 đô la Mỹ. Tôi ngồi trong toilet để thực hiện những gì mà tôi tin tưởng và sẽ không đứng dậy cho đến khi có đủ tiền sản xuất giấy vệ sinh. Griffith nói trong video huy động vốn cộng đồng của nhóm trên ID GoGo. Go. Griffith đã mất 50 giờ ngồi trên bồn cầu, đổi lại chiến dịch đã thành công những người sáng lập đã huy động đủ số tiền cần thiết cho đơn đặt hàng với số lượng lớn đầu tiên, giao trả sản phẩm vào tháng 3 năm 2013. Kể từ đây, công ty đã mở rộng sang Mỹ và Anh, châu Âu và sắp ra mắt tại Canada. Không chỉ dừng lại ở giấy vệ sinh, up cũng lấn sân sang khăn giấy tre, khăn giấy và một loại khăn mới có thể tái sử dụng và giặt được. Loại khăn giấy mới có tên là Dream Cloth, là sự kết hợp giữa khăn giấy, bọt biển và có thể tái sử dụng. Who gives a Craft ra đời với mục đích cải thiện dịch vụ vệ sinh ở các nước đang phát triển, cụ thể là cung cấp nhà vệ sinh ở khu vực khó khăn, cải thiện việc xử lý rác thải để không gây ô nhiễm nguồn nước. Đến nay, công ty đã tài trợ hơn 7,8 triệu đô la Mỹ cho các dự án vệ sinh. Bộ ba nhà đồng sáng lập Gives a Craft cũng đặt mục tiêu giảm thiểu lượng khí carbon thải ra khí quyển trong quá trình sản xuất. Bản thân giấy vệ sinh của công ty cũng được làm từ giấy tái chế sau khi tiêu dùng hay giấy đã qua sử dụng tại các văn phòng, trường học hoặc sổ ghi chép. Mỗi cuộn giấy thành phẩm sẽ được bọc trong giấy in nhiều màu sắc và toàn bộ sản phẩm sẽ không sử dụng nhựa. Trong cuộc hành trình 9 năm qua, bên cạnh hoạt động kêu gọi từ cộng đồng, Who Give a Craft cũng gọi vốn đầu tư từ nhiều quỹ khác. Mới đây nhất, công ty đã huy động thành công 30 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư bên ngoài, bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm Valinvest, well The Craft Story, German Investment và Grok Venture. Griffith cho biết việc tăng cường hỗ trợ sẽ giúp công ty có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.